con đòi ơn Chúa, cảm ơn cha cùng chào cộng đoàn ạ. Gia đình con được bốn ơn từ lòng thương xót Chúa. Dạ, con xin kể ơn của mẹ con là ơn thứ nhất. Khi mẹ con bị đau bệnh thì con chở mẹ con lên bệnh viện 108 Hà Nội. Mẹ con điều trị thì bác sĩ nói là mẹ con u đại tràng và tất cả các bệnh ở trong người đều nhiễm. Thế khi bác sĩ cho uống thuốc được một tháng thì bác sĩ nói rằng nếu như u đấy không phát triển thì không mổ, mà phải phát triển là phải mổ gấp. Thế khi con về thì con cho mẹ con vào trong này cầu nguyện và xin lòng thương xót, cũng như là được cha vào tay. Thì đến khi về con cho mẹ con trở lại bệnh viện kiểm tra thì tất cả đều mất hết, con không tin. Con bảo bác sĩ ơi, bệnh của mẹ em là rất nặng, mà có khối u ở trong đại tràng ấy. Thì bác sĩ làm nào cho rõ hơn, thì bác ấy đã cho mẹ con là gây mê và kiểm tra lại tất cả. Thì mẹ con không còn một bệnh gì nữa, con mừng quá. Đối với chúng con, hôm nay chúng ta thấy điều, đã thấy điều. Dạ, còn ơn thứ hai là mẹ con mắc bệnh trầm cảm 15 năm và bệnh cũng nặng lên gần như là tâm thần đấy chứ ạ. Thế khi về nhà thì mẹ con điều trị thuốc cũng chẳng đỡ, đưa về mẹ con vào bệnh viện vì con là quân quê với trẻ con ở Hải Phòng. Mẹ con điều trị ở bệnh viện tâm thần Hải Phòng thì điều trị một thời gian dài, người ta chỉ cho mẹ con uống thuốc ngủ thôi. Vào thì cứ nằm đi đi mà đi ra mẹ con cứ như là robot ấy. Đi thẳng thì mắt nhìn thẳng, mà đi ngang thì mắt nhìn ngang, chúng con buồn lắm. Không biết sao được mà bệnh cũng không đỡ, thì con lại cho mẹ con về xong rồi điều trị thì bệnh mình cũng càng quá lên. Nghe thì tiếng xe, tiếng còi, tiếng sợ, con cái đến đều chạy, rồi thậm chí ra cả vườn chuối ngồi. Con không biết làm sao được, thì năm đấy con nghe thấy cha về Thái Bình là năm 2012 hay 13 rồi đấy, con không nhớ nữa. Thì em gái con nó có chở mẹ con sang bên đó thì là nhờ cha vào tay. Thì ngày đấy ở quê cho con người ta chỉ truyền là cha trong người cha có đường điện cao lắm, chắc cha vào tay là bệnh gì cũng khỏi hết. Thế khi mà mẹ con được cha đặt tay về thì từ đấy đến giờ là bệnh của mẹ con đã hết. Bây giờ mẹ con đã trở thành người hoàn toàn bình thường ạ. Con rất là vui mừng, cảm ơn chưa? Dạ, còn một ơn đặc biệt nữa là đối với bố con, cũng trong thời gian vừa rồi xảy ra là khi bố con rất là khỏe mạnh. Nhưng mà hôm nay con cũng nói thật vì bố con tự nhiên ho ra máu, nên là chị em chúng con cho bố con đi viện 08 kiểm tra, xong rồi người ta đưa sang viện ca để điều trị với kiểm tra. Thì khi trong quá trình kiểm tra thì bố con là giai đoạn cuối của ung thư phổi, không còn phác đồ để điều trị. Thì khi bác sĩ nói rằng tốt nhất là cho bố em về để điều trị, với thứ nhất là bên các em là theo bên gì thì anh biết, nếu bên đạo thì cứ theo chữa thuốc thiêng liêng và dùng lá cây, chứ còn bây giờ bệnh viện là không có phác đồ gì điều trị. Thế về chúng con buồn lắm, chỉ biết khóc thôi. Rồi là tối ngày đọc kinh cầu nguyện. Nhưng khi bố con đêm đến ho thì chỉ có con là ở quê thì gần nhà thì con chăm sóc. Con cứ đấm, con cứ bóp, thì con cứ lạy Chúa, con xin thương xót con, cất bệnh tật cho bố con. Con không dám đài van gì, chỉ xin người cất cái bệnh ho đi, bởi vì ho ra máu, ho rất là khổ chứ. Như một trái bóng cứ ngóc lên ngóc xuống mà không ăn được, không ngủ được. Thì lúc mà bệnh của bố con đỡ dần, nên khi bố con buồn hơi cho bố vào trong chỗ gian ong để cầu nguyện, để nhờ cha cầu nguyện cùng cộng đoàn nữa. Thế khi mà chúng con chở bố con đi thì con rất là no, bởi vì bố con rất là yếu. Đi bệnh viện về thì người ta đến hỏi thăm là bố con không nói được, hạch chạy hết đầy người. Thế khi mà bố con đi vào trong này, đợt đấy là tháng 6, bố con đi được 10 ngày. Về thì ai cũng đến hỏi thăm ngỡ ngàng, bố con khỏe mạnh, nói được hạch cũng hết. Thế đến hôm nay, từ ngày đấy giờ bố con cứ khỏe dần lên và con tin tưởng phó thác nơi Chúa. Và đến hôm nay con lại đưa bố mẹ con tới giờ điểm tin mừng ở đây 10 ngày để xin ơn bình an sơn cầu nguyện và xin cha đặt tay ạ. Còn và còn còn ơn đặc biệt nữa là của con ạ. Con bị bệnh xoang trán là 15 năm mà con đi chiếu chụp thì nó mở hết cái trán này mà đau lắm chứ. Con điều trị kháng sinh một tuần tới hơn chục nọ, mà mỗi ngày là con phải dùng 2 nọ mà vẫn không khỏi. Sau rồi bác sĩ bảo trán của con là vẫn mờ, mà đầu con đau, mà mặt con nó cứ sưng phù lên, mà lúc nào ngày nào con cũng phải uống tới 10 cốc cà phê để cho tỉnh táo để làm việc, mà con dùng vẫn không khỏi. Cuối cùng con cũng cầu nguyện và vào đây được cha vào tay, thì đến nay bệnh con là cũng hết ạ. Hôm nay chúng ta đã thấy điều, hôm nay chúng ta đã thấy điều. Dạ, con xin đổi ơn Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn. Tên con là Rosa Bùi Thị Pha, con thuộc giáo họ giáo phận Hải Phòng. Dạ, con năm nay 43 tuổi. Dạ, con làm nông nghiệp. Tạm chờ con
lịch từ do Chúa nha. Và đây là cái quạt mẹ đến với Chúa để thứ năm 13 tháng 12 đến cầu nguyện với Đức Mẹ và đều tập sáng đến với Yêu. Con hôm nay con lên đến để con xin tỏ